Ngày Quốc tế Yoga năm 2024 sẽ diễn ra từ 17 giờ đến 19 giờ ngày mai, ngày 20 tháng 6, tại Cung Thể thao Tổng hợp Quần ngựa, số 30 Văn Cao, quận Ba Đình, Hà Nội. Chủ đề năm nay của Ngày Quốc tế Yoga, Yoga vì bản thân và xã hội, mang ý nghĩa nếu mỗi cá nhân có thể cải thiện bản thân, trở thành công dân tốt đẹp hơn, thì xã hội sẽ có sự tiến bộ, giao lưu và hòa thuận. Chương trình dự kiến có 800 đến 1.000 người tham dự. Đối tượng tham gia sẽ được mở rộng, không phân biệt độ tuổi, giới tính, vùng miền. Người tham gia nhận áo tập và đồ uống miễn phí từ ban tổ chức để góp mặt trong 3 hoạt động chính là nghi lễ thắp đèn của Ấn Độ, đồng diễn giao thức yoga phổ biến trong 40 phút và biểu diễn yoga nghệ thuật từ Liên đoàn Yoga Việt Nam trong 15 phút. Sự kiện miễn phí vé vào cửa nhưng số lượng người tham gia đông, diễn có hạn. Người tham gia đồng diễn sẽ được nhận giấy chứng nhận sau khi chương trình.